Xem tử vi năm 2023 cho quý cô tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xem tử vi năm Quỷ Mão cho thấy người tuổi Ất Sửu nữ mạng gặp nhiều điều bất lợi kém may mắn. Mọi việc trong năm tiến hành không được như tính toán của nữ mạng. Công việc mặc dù có sự thay đổi nhưng lại theo chiều hướng không thuận lợi. Sức khỏe của nữ giới vào năm 2023 yếu kém, đề phòng bệnh về máu huyết kém lưu thông. Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu vào năm Quý Mão 2023 nữ mạng chi tiết như sau. Ất Sửu, hải nội chi ngu, tức trâu trong biển. Tuổi âm, 39 tuổi, sinh từ ngày 21 tháng 1 năm 1985. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1986, ngũ hành hải trùng kim, tức vàng dưới biển. Thiên can ất hành mộc gặp năm quý hành thủy là bình hòa, địa chi sổ gặp địa chi mão là bình hòa. Ngũ hành mạng kim gặp năm kim tương trợ tốt. Cung phi, cung ly hỏa gặp năm tổn mộc thiên y. Sao chiếu mệnh năm 2023 sao Mộc Đức. Hạn năm 2023 hạn Tam Kheo. Vận niên năm 2023 Thử Quy Điền. Về tử trụ có thiên hòa, địa hòa. Quý cô sinh năm 1985 vào năm 2023 hưởng tốt xuất hành. Vào lúc 3 giờ đến 7 giờ sáng vào ngày mùng 1 Tết, xuất hành theo hướng đông để nghênh tiếp tài thần. Màu hợp tuổi là màu đen và màu trắng. Tưởng tinh, tưởng xương, xương con trâu, tưởng tinh con chó. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng Ất Sửu có thể thấy rằng vận số của quý cô năm nay không được tốt. Bản mệnh không được âm phù dương trợ cho nên công việc thường bất lợi. Tuy có sự mở mang thêm nhưng lại không đem tới nhiều điều may mắn và các lợi cho mệnh chủ tuổi này. Vận hạn tuổi Ất Sửu nữ mạng vào năm Quý Mão như sau. Luận về sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức, tức Mộc Tinh, Phúc Tinh. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ, thu đông rạng ngời. Bản buôn vũng một phát mười, già môn rộn rã nụ cười ấm no. Dịch nghĩa, sao Mộc Đức là sao các tinh đem nhiều tin vui may mắn cho nữ mạng Ất Sửu vào năm Quỷ Mão, đặc biệt tốt vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Trong năm 2023, sao này sẽ giúp cho quỷ nữ tuổi Sửu gặp được may mắn các lợi về mọi mặt. Về phương diện gia đạo, nữ mạng đón được khỉ tỉnh thêm người thêm của vào trong nhà. Tuy nhiên, người tử tuổi này dễ mắc các bệnh về máu huyết kém lưu thông. Luận về sao hạn, hạn Tam Kheo, tức tiểu hạn. Tam Kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn, thoát phòng tài ương. Gặp hạn Tam Kheo vào năm 2023, nữ mạng Ất Sửu đề phòng tai nạn xe cộ ảnh hưởng tới xương khớp chân tay. Cùng với đó, quý cô cần phải chú ý các bệnh về mỏi mắt, đau mắt hoặc bị mờ mắt, lại thêm xương khớp yếu đau nhất. Tử vi nữ mạng Ất Sửu năm 2023 về hạn tuổi, hạn Hoàng Ốc, chủ về nếu mua nhà hoặc nhập trạch nhà mới trong năm Quỷ Mão thì bản mệnh sinh năm 1985 nữ mạng cùng gia đình sẽ gặp phải nhiều chuyện bất lợi kém may mắn. Hạn Kim Lâu, đây là hạn xấu, chủ về đem lại nhiều điều khó khăn bất lợi liên quan tới tình cảm gia đạo cho nữ mạng sinh năm 1985 nếu xây nhà cửa vào năm 2023 này. Như vậy, tuổi Ất Sửu nữ mạng năm 2023 phạm hạn Hoàng Ốc và Kim Lâu. Vận niên năm 2023 của quý cô tuổi Ất Sửu, vận niên Thử Quy Điền tốt. Gặp vận niên này,
Quý cô gặp được nhiều điều may mắn, kết giao được với nhiều bạn tốt, đồng thời có hỷ sự đưa tới trong năm. Bên cạnh đó, hầu như các dự định trong công việc của nữ giới tuổi Sửu sinh năm 1985 đều được quý nhân giúp đỡ, cho nên có thể tiến hành thuận lợi. Trong kinh doanh, quý cô có cơ hội thành công, hợp tác làm ăn thì bản mệnh tuổi này cũng được đối tác tin cậy và ủy thác. Nhờ vậy mà tiền bạc của quý cô sinh năm 1985 vào năm Quý Mão rủng rỉnh đầy tuổi. Không chỉ thế, sự nghiệp của quý cô có nhiều cơ hội thăng tiến, nên việc học cách kính đáo và cẩn thận thì mới bền lâu. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên hòa, địa hòa. Vào năm Quý Mão này, người tuổi Ất Sửu nữ mạng, về mọi mặt không có chiều hướng phát triển tích cực. Sức khỏe của quý cô lại không được tốt, dễ bị đau ốm, đồng thời gia đình của nữ mạng cũng xảy ra những chuyện không may. Xem lá số tử vi của quý cô tuổi Ất Sửu vào năm Quý Mão 2023. Tại cung chiếu mệnh có các sao: Đà La, Bạch Hổ, Quan Phù, Bệnh. Bộ sao này sức khỏe dễ bị đau ốm hoặc mắc các bệnh không tốt về xương khớp và máu huyết kém lưu thông. Công việc làm ăn của quý cô phải tranh đấu nhiều. Tại cung xung chiếu có các sao: Thiên Việc, Tấu Thư, Đường Phù, Thiên Mã, Thiên Phúc, Tràng Sinh, Cô Thần, Tàn Môn, Tuần. Bộ sao này gặp nhiều chuyện phiền lòng, không thuận lợi như ý muốn. Nữ mạng tuổi này vào năm Quý Mão dễ có sự thay đổi nơi ăn chỗ ở, trong công việc cũng như đi lại cũng cần phải chú ý cẩn trọng. Tại cung tam hợp có các sao: Thiên Khôi, Thai, Thái Tuế, Tiểu Hao, Thiên Khốc, Hỷ Thần, Hoa Cải, Long Trì, Phượng Cát, Quan Phủ, Quan Đới. Bộ sao này cho biết trở về làm ăn khó khăn nhưng lại được quý nhân giúp đỡ, cho nên nữ mạng tuổi này có thể vượt qua khủng hoảng. Trong năm, công việc của quý cô cũng có những định hướng mới. Tại cung nhị hợp có các sao: Thanh Long, Lưu Hà, Trực Phù, Tuyệt. Bộ sao này tình cảm gia đạo của quý cô bình thường, sức khỏe của họ không tốt, cần lưu ý đau ốm, bệnh tật lâu khỏi. Xuất hành trong năm có hẹn về sông nước. Kết luận. Luận giải lá số tử vi của nữ mạng Ất Sửu vào năm Quý Mão 2023 thấy rằng đây không phải là một năm tốt, bởi lẽ tất cả các sao chiếu cung mệnh của nữ mạng Ất Sửu đều gây bất lợi cho quý cô. Theo đó, quý cô trong năm nên yên vị làm ăn, tránh thay đổi công việc hoặc đầu tư nhiều tiền bạc làm ăn, trở về thất bại, tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng cần phải lưu ý cẩn thận. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 qua từng phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện tài lộc. Về phương diện tiền bạc xét thấy không có nhiều dư giả, tiền bạc trong năm làm ra nhưng có sự thất thoát nhiều cho gia đình và cuộc sống. Quý cô cũng nên cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa gạt về tiền bạc. Luận về phương diện sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe, quý cô trong năm nay có bệnh về thiếu máu, các bệnh về phụ khoa, hẹn về trần tai cần phải đề phòng cẩn trọng, nên thăm khám bác sĩ thường xuyên, định kỳ để có thể tư vấn chính xác kịp thời. Luận về phương diện sự nghiệp. Trong năm, phương diện sự nghiệp công danh của quý cô không được may mắn. Bản mệnh sinh năm 1985 gặp nhiều áp lực về công việc khiến cho bản thân phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Bên cạnh đó, quý cô cũng không nên thay đổi công việc vào năm Quý Mão này. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Xét về phương diện này thì không được tốt. Gia đạo của quý cô xảy ra nhiều chuyện khiến cho trong nhà thiếu hòa khí, bản mệnh phải lo lắng, suy nghĩ nhiều, gây phiền não. Luận về phương diện ngoại giao. Xét về phương diện ngoại giao thấy rằng
mọi việc giao lưu đều bình thường, không xảy ra điều gì xấu. Tuy nhiên, xuất hành đi xa, quý cô có hẹn về lời ăn tiếng nói đưa tới và sức khỏe yếu kém. Xem tử vi năm 2023 cho nữ mạng tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 qua các tháng trong năm. Tháng 1 âm lịch. Tháng này không nhận được nhiều may mắn, gia đình xảy ra nhiều chuyện thiểu hòa khí, mọi người không vui vẻ với nhau, bên cạnh đó sức khỏe cũng kém, cần phải cẩn thận. Tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng này, công việc làm ăn của quý cô có phần tiến triển và khởi sắc hơn nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, trong từng lời ăn tiếng nói cần phải khôn khéo, có họa, thị phi, khẩu thiệt xảy ra. Tháng 3 âm lịch. Tháng này, công việc làm ăn có những thay đổi mới. Quý cô cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi quyết định mở mang làm ăn để tránh thua thiệt vào mình. Tháng 4 âm lịch. Đây là tháng không tốt để cho nữ mạng Ất Sửu tiến hành các kế hoạch mở mang công việc làm ăn. Do đó, tốt nhất quý cô nên duy trì định hướng sự nghiệp hoạt động như cũ. Tháng 5 âm lịch. Bước sang tháng 5, quý cô nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, cho nên công việc cũng có thể tiến triển tốt đẹp, gặt hái nhiều điều thành công, có nhiều thành quả như ý. Tuy nhiên, việc đi lại của nữ mạng sinh năm 1985 có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tháng 6 âm lịch. Tháng này, quý cô cần phải chú ý đến sức khỏe của người già trong nhà có thể bị bệnh tật do tuổi cao sức yếu nên ảnh hưởng không nhỏ tới không khí trong gia đạo. Tháng 7 âm lịch. Tháng này, mọi việc từ làm ăn đến cuộc sống của quý cô tuổi Ất Sửu đều bình thường, không có biến động gì lớn. Tuy nhiên, khi ra ngoài, quý cô cần phải chú ý cửa quan pháp luật. Tháng 8 âm lịch. Tháng này, quý cô khá khẩm và tiến triển tốt đẹp. Bởi lẽ được hưởng âm phúc tổ tiên để lại nên nhận được nhiều may mắn, cát lành. Tháng 9 âm lịch, tháng này cần phải cẩn trọng trong công việc. Xét thấy có hẹn về tiểu nhân hãm hại, quấy phá nên chuyện tiền bạc hao tán chi tiêu nhiều khoản không nhỏ. Tháng 10 âm lịch, bước sang tháng 10 có phần khởi sắc và dư dả hơn trước, và nhận được nhiều lộc lá đưa tới. Tháng này, quý cô còn có nhận lộc về đường ăn uống. Tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, sức khỏe của quý cô không được tốt, nhất là khi tham gia giao thông có hạn về xe cộ. Nữ mạng có công việc mới đưa tới và nhận được cơ hội để phát triển thăng tiến. Tháng 12 âm lịch. Tháng này, tiền bạc của quý cô tuổi Ất Sửu có phần khá hơn và thu được nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sức khỏe không được tốt, cần phải cẩn trọng. Trong năm 2023, quý cô tuổi Ất Sửu làm ăn với các tuổi nào thì tốt? Đối với tuổi Ất Sửu của quý cô nên kết hợp làm ăn với các tuổi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hoặc tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 để công việc được trôi chảy hanh thông hơn. Kết luận. Như vậy, đối với nữ mạng Ất Sửu sinh năm 1985 vào năm Quý Mão 2023 này, mọi việc làm ăn không tốt. Về phương diện công việc có sự mở mang thêm, tuy nhiên không mang lại may mắn cho nữ mạng. Bên cạnh đó, sức khỏe của quý cô cũng không tốt, xuất hành đi xa gặp nhiều điều bất lợi cần phải lưu ý. Trong năm 2023 này, nữ mạng Ất Sửu sẽ có các tháng tốt, đó là tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Kèm theo đó là sẽ có các tháng xấu cần phải cẩn thận, đó là tháng 1, tháng 4, tháng 9 và tháng 11 âm lịch.